Khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 4, tại công ty cổ phần chế biến nông lâm Tây Nguyên thuộc khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ hỏa hoạn rất lớn. Đây là công ty sản xuất viên nén mùn cưa từ củi và gỗ tạp do ông Đoàn Văn Lương, 45 tuổi, làm giám đốc. Được biết công ty này mới đi vào hoạt động được 2 tháng nay. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, ngọn lửa bắt đầu xuất phát từ khu vực chứa giam bào, mùn cưa của công ty. Do xung quanh đều là các chất dễ cháy, thời tiết hanh khô nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra diện tích khoảng 400m², khói bao trùm toàn bộ khu vực, sức nóng tỏa ra rất lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo gần 50 cán bộ chiến sĩ điều động 6 xe chữa cháy, 1 máy bơm nước khẩn trương tiếp cận hiện trường tiến hành công tác chữa cháy. Sau gần 2 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may, toàn bộ máy móc và hàng hóa thành phẩm tại khu vực sản xuất trị giá trên 5 tỷ đồng đã được lực lượng cứu hỏa kịp thời khống chế, không để cháy lan. Riêng tại kho chứa củi và mùn cưa thô thì đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Đến 5 giờ sáng nay, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn ban đầu được nhận định là do sự cố về thiết bị điện.